Nếu cần chọn ra một đội bóng tiêu biểu cho năm 2020 của làng Phủi, hẳn Mobi FC sẽ là cái tên được nhiều người xướng tên. Hàng loạt những danh hiệu cùng sự chuyên nghiệp, chỉnh chu đến từ khâu truyền thông, tổ chức, đoàn quân của Bầu Huy nổi lên trở thành một hình mẫu cho một đội bóng Phủi thời 4.0. Giữa giải ngân hà lấp lánh ấy, vẫn có những cá nhân nổi lên như yếu nhân vô cùng quan trọng. Và hôm nay, sánh vai sâu thứ tư, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cầu thủ như vậy. Anh là Sơn Müller. Nếu nói Sơn Müller là mẫu cầu thủ toàn diện nhất của bóng đá Phủi Hà Thành, thì có lẽ cũng hiếm ai phản đối. Một mẫu cầu thủ mà nhiều câu lạc bộ muốn sở hữu trong đội hình, luôn ra sân với thái độ chơi bóng cực kỳ nghiêm túc, kỹ năng chơi bóng tuyệt vời, tốc độ có, sức mạnh có, kỹ thuật có. Ngôi sao sinh năm 1992 này luôn là một cầu thủ cực kỳ đáng xem trong mỗi trận đấu mà anh tham gia. Không chỉ là tài năng về mặt chuyên môn, Sơn còn nổi trội ở tinh thần lãnh đạo, thúc đẩy các đồng đội. Hẳn rồi, phải là quái kiệt không phải dạng vừa thì mới trở thành ngôi sao không thể thiếu giữa giải ngân hà của Mobi. Nói về Sơn Müller hiện tại thì bao nhiêu mỹ từ cho xuể. Nhưng tất nhiên, sau ánh hào quang, ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Và để vươn tới vị thế ngày hôm nay, Sơn Müller cũng phải trải qua một hành trình dài. Ngược về quá khứ, những màn trình diễn xuất sắc ở đội bóng trường đại học mở đã giúp chàng sinh viên Nguyễn Anh Sơn được một cô giáo tiến cử với anh Quang Lác, huấn luyện viên đương nhiệm của Mobi và lúc bấy giờ là đội trưởng của đội Futsal Thái Sơn Bắc. Muốn một lần thử sức với bóng đá chuyên nghiệp nhưng đã quá muộn để đi theo Sơn 11, cơ hội gia nhập một đội bóng Futsal có số má hoàn toàn thuyết phục chàng trai trẻ. Chỉ mất 4 tháng tập luyện, Sơn đã được điền tên vào đội hình của Thái Sơn Bắc tham dự giải vô địch quốc gia, sát cánh cùng những người anh lớn và đầy gạo cội như Dũng Bắc, Ba Duy hay Khánh Cò. Khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng trong bối cảnh nền Futsal Việt Nam còn nhiều hạn chế, Sơn đánh gác lại đam mê để đi theo định hướng công việc từ gia đình. Nghỉ chuyên, Sơn Müller dần có nhiều thời gian hơn dành cho bóng đá Phủi, với đội bóng đầu tiên là MV Cop. Từ khởi đầu đúng nghĩa là chân nhật bóng, quân xanh, anh dần vươn lên trở thành ngôi sao sáng của trận nghệ giữa lòng thủ đô. Nhưng không có con đường nào trải toàn hoa hồng. Thời gian ở MV Cop đem tới cho chàng trai trẻ anh Sơn nhiều trải nghiệm quý và cũng hun đúc lên đức tính cầu tiến của anh. Thua mới chập chững thử chân ở đội, Sơn Müller bị gắn mác chân gỗ bởi kỹ năng vụng về, đỡ bóng văng 5 đến 10m là chuyện bình thường. Suốt thời gian đầu ở MV Cop, Sơn chỉ nằm ở đội hình 2, tập luyện cùng đội 1 và đến ngày ra đá giải thì ra sân cổ vũ. Thời sinh viên tôi cứ nghĩ mình đá như thế là hay lắm rồi, nhưng đến khi bước vào giới Phủi mới ngộ ra mình chỉ như hạt cát. Tôi không có kỹ thuật cơ bản tốt, chẳng được cái gì ngoài nhiệt tình. Hồi đó, phải giấu anh em là mình đang tập Thái Sơn Bắc, vì gắn mác hoành tráng mà không thể hiện được gì thì rất ngại. Nhưng rồi, khó khăn không đánh khúc được bạn thì sẽ chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Sơn Müller lao đầu vào tập luyện để cải thiện bản thân, học mọi nơi, mọi lúc. Thấy anh em có gì hay thì học cho bằng được. Sơn kể anh từng inbox cho cả biên tập viên Hải Bạc để tham khảo những bài tập cải thiện gia tốc. Miệt mài khổ luyện và kiên trì chờ thời, cơ hội của Sơn Müller đến như một định mệnh. Trong một lần MV Cop đá giải, cơn mưa như chút nước, không thể dập nổi lửa nhiệt tình của chàng ủng hộ viên, Sơn đã ra sân cổ vũ các anh lớn. Thế rồi trời thương, đội thiếu người, Sơn huấn luyện viên gọi gấp vào chữa cháy. Áo đấu thì mặc vội, giày đi mượn, trận chính thức của Sơn Müller bước lên sân khấu Phủi theo cách cũng rất Phủi như thế. Nếu ngày đó Sơn quyết định ở nhà đắp chăn trú mưa, có lẽ làng bóng đá phong trào đã mất đi một ngôi sao sáng. Thành quả khổ luyện đã đến, Sơn Müller cứ thế tỏa sáng rực rỡ trong máu của MV Cop, với đỉnh cao là chức vô địch HPL F3 đầy thuyết phục. Chứng kiến màn lột xác ngoạn mục của người đàn em thân thiết, huấn luyện viên thủ môn kiêm tuyển trạch viên của đội, ông Hợp Neuer đã phải cảm thán: suýt nữa tôi đã bỏ phí một viên ngọc quý, chân gỗ ngày nào giờ trở thành chân vàng, chân bạc rồi. Chơi hay như vậy nên không ngạc nhiên khi Sơn Müller trở thành cái tên hot on hot trên thị trường chuyển nhượng. Từ đây, Sơn chuẩn bị đến với một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời bóng đá Phủi của mình. Một ngày năm 2007, đang đá Lilic cho DTS và cũng nhận lời mời từ nhiều đội, nhưng cuộc gặp với Bầu Hồng Trà đã nhanh chóng thuyết phục anh về với Trà Đi Mà. Thừa nhận trước đó chưa biết nhiều về Trà Đi Mà, nhưng ngay lần gặp đầu tiên, Sơn đã cảm nhận được tình cảm và tâm huyết từ Bầu Hồng Trà. Với Sơn Müller, Trà Đi Mà thực sự là mái nhà thứ hai, một nơi mà dù sau này là một chỗ khác, đá cho nhiều đội khác, anh cũng không thấy có đội nào tương tự. Sơn bộc bạch ở Trà có không khí rất riêng, không hiểu sao và làm bằng cách nào, nhưng Bầu Hồng thực sự đã xây dựng nên một đội bóng gia đình, nơi anh em coi nhau như ruột thịt. Bầu Hồng Trà cũng là người có ảnh hưởng lớn tới Sơn với nhiều bài học cả về chuyên môn lẫn cuộc sống. Tôi học được rất nhiều từ chú Hồng về cách chú đối đáp với mọi người và nhìn nhận mọi việc. Chú quan tâm anh em tới từng việc nhỏ nhất.
bọn tôi đá giải nào, đội nào, chú cũng ra sân xem. Đi tỉnh xa, chú cũng hỏi có xe chưa để chú chở đi. Những ngày bệnh nặng, chú vẫn lặn lội ra sân xem tôi thi đấu. Thấy tôi có dấu hiệu đá không ổn, chú còn xuống tận đường pitch để góp ý, động viên. Có một câu dạy từ chú Hồng mà tôi và các anh em ở Trà nhớ mãi. Dù làm bất cứ công việc gì, cũng phải là một con người tử tế. Công việc ổn định, môi trường phù hợp, Samuler từng nghĩ mình không cần phải đi đâu nữa cả khi Charima đã cho anh một mái nhà thực sự. Nhưng tương lai thì không ai nói trước được. Những biến cố đã xảy ra khiến Charima tan rã. Sơn và nhiều anh em trong đội phải trải qua giai đoạn khó khăn về công việc. Rời Trà, Sơn trở thành một nhân viên ngân hàng, đồng thời khóa áo du lịch FC chơi tại HSPL F7. Mùa giải mà anh đã cùng nhiều đồng đội thuộc tổ Trà giúp đội bóng Lào Cai thăng hạng và sống khỏe tại sân chơi danh giá nhất của làng Phủi Hà Thành. Sức nóng trên thị trường chuyển nhượng của Samuler vẫn không thuyên giảm, và sau một lần lỗi hẹn thì mối lương duyên của anh và Mobi chính thức bắt đầu vào cuối năm 2019. Hãy nghe những chia sẻ từ chính chủ về thương vụ cập bến giải ngân hà Mobi. Trước khi về với đội, tôi luôn nhìn vào chủ tịch xem anh ấy là người như thế nào, có tâm huyết với đội bóng không. Tôi thấy có hình bóng của chú Hồng cho anh Huy. Dù đội lúc ấy vẫn chơi ở giải hạng nhất, nhưng anh Huy đã xây dựng Mobi trở thành một tập thể quy củ, chuyên nghiệp. Tôi cũng vừa mới có con nhỏ nên kinh tế là yếu tố cần tính đến. Khoản lót tay thỏa đáng từ đội giúp tôi lo cho gia đình và con nhỏ, từ đó yên tâm tập trung vào bóng đá. Mùa giải đầu tiên trong màu áo Mobi của Samuler thực sự là một năm thành công, vô địch hạng nhất và giành ngôi Á quân HPL, đồng thời bỏ túi thêm hai danh hiệu là giải MV Open và Liskas Cup 2020. Samuler cũng nhận được sự ghi nhận lớn từ bãi đạo khi trở thành tân thủ quân của đội từ năm 2021. Thành công là vậy, nhưng với Samuler, hài lòng với bản thân và thỏa mãn có lẽ là khái niệm không có trong từ điển của anh. Chia sẻ với những người làm chương trình, Sơn cho hay điều khiến anh vui nhất là góp phần gắn kết cao đội, giúp Mobi FC trở thành một tập thể thực thụ. Còn về yếu tố chuyên môn, do chấn thương lưng dai dẳng, Sơn vẫn chưa thể chơi hết 100% công lực. Samuler cũng ý thức được tấm băng thủ quân là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách nặng nề, với những đòi hỏi cao hơn về cả phong độ trên sân lẫn tầm ảnh hưởng trong đội. Hướng tới mùa giải mới, mục tiêu lớn nhất của anh và tập thể Mobi không gì khác ngoài chức vô địch HPL, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập. Samuler từng một lần lên ngôi cùng Evi Cop nhưng trải qua nhiều thăng trầm, và nếu có thể trở lại ngai vàng của Mobi, hẳn chức vô địch lần này sẽ mang tới nhiều dư vị vô cùng khác. Chức vô địch cùng Evi Cop mang lại dư vị của khát khao tuổi trẻ, còn với Mobi, anh đang đi tìm chức vô địch của người đàn ông bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Một ngôi sao mà mọi đội bóng Phủi đều mơ ước, nhưng nhắc về Samuler sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới gia đình. Ánh mắt Sơn luôn ánh lên niềm vui và tự hào khi được hỏi về người vợ Hương Giang. Chị Hương Giang là một fan cứng của Thành Đồng. Trong một lần sắm vai nhiếp ảnh gia cộng tác cho một giải Phủi, Hương Giang đã đưa chàng cầu thủ futsal chuyên nghiệp trốn đi đá Phủi Nguyễn Anh Sơn lên sóng. Tá hỏa khi bị người quen báo tin, Sơn đã phải tìm cách liên hệ với Hương Giang để nhờ cô xóa ảnh, tránh bị đội chủ quản phát hiện và kỷ luật. Mối lương duyên của Sơn và Giang đã khởi đầu đầy tình cờ như thế. Giới Phủi đấu này vẫn phải trầm trồ vì Samuler lầm lì ít nói mà được hoa thơm. Suốt vài năm nay, ngày mưa cũng như ngày nắng, nóc nhà của Sơn luôn ra sân cổ vũ, hầu như chẳng thiếu trận nào. Samuler là như vậy, sống tình cảm, nói ít, làm nhiều. Với anh, gia đình luôn là điều thiêng liêng và quan trọng nhất. Tôi may mắn vì luôn có gia đình đứng sau ủng hộ. Vợ tôi mới bóng đá chẳng kém gì tôi. Còn về bố mẹ, mỗi lần tôi đá giải, bố lại chiếu lên TV rồi cả nhà cùng xem. Nghĩ nhiều khi cũng hơi ngại. Mỗi lần về nhà, mẹ không bao giờ hỏi tôi thắng hay thua, chỉ hỏi tôi có bị đau chỗ nào hay không. Thi thoảng đá giải làng, mọi người nhận ra. Cũng được nhiều người đến nhà chơi rồi khen đá bóng hay. Tôi thấy bố mẹ vui và tự hào về con trai nên cũng vui theo, cảm thấy mình đã làm được điều gì đó khiến bố mẹ vui lòng. Có thể nói Samuler là câu chuyện mang gam màu hoàn toàn riêng so với ba nhân vật ở các số trước. Không được ăn tập từ sớm như Long Thổ, cũng không phải dạng kỳ hoa dị thảo như Tuấn Vỉa hay Phương Mơ Tu. Con đường thành công của Samuler có gì đó rất bình dị. Từ sự nghiêm túc với mọi việc mình làm, tinh thần cầu tiến mọi lúc mọi nơi đã giúp anh vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của giới Phủi hiện tại. 29-30 tuổi là ngưỡng mà đại đa số cao thủ vươn tới độ chín. Chắc chắn, những đỉnh cao hơn nữa vẫn đang chờ Samuler ở phía trước. Và phần cuối chương trình, như thường lệ, là phần nhiều anh em ngóng chờ nhất. Hãy để chính Samuler giải đáp biệt danh của mình từ đâu mà có. Tại vì trong đội có rất nhiều anh em có biệt danh, như Tâm Kaka hay là Khánh Ăn Vết. Thì Nghĩa Bêu chẳng hạn, thì mình nghĩ là bảo thế thì lấy Sơn biệt danh gì, thì mọi người mới nghĩ ra bảo nhìn nó giá giống kiểu Thomas Muller thì mới bảo là hay là thôi thay lời luôn tên là Samuler. Thì sau đó thì mới sang Mobi, thì vẫn lấy từ hồi sau khi mới đá MV thì sang các đội khác thì vẫn gọi là Samuler từ hồi đấy. Mang biệt danh của kẻ cắp không gian, nhưng như Sơn từng bật mí, thần tượng của anh là Cristiano Ronaldo cũng giải đáp luôn cho áo số 7 tại giải ngân hà Mobi.
Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi đã khép lại câu chuyện về Sermüller, một trong những cầu thủ rất yêu mến của bóng phủi hiện nay. Và nhân vật tiếp theo, quý vị và các bạn muốn chúng tôi làm về ai ở sánh vai trầu, hãy comment ở bên dưới. Một lần nữa, gửi lời cảm ơn đến chính Sermüller với những thông tin, những chia sẻ đầy cảm xúc. Cảm ơn biên tập viên Quốc Việt với những dòng viết thực sự ấn tượng và sâu sắc. Cảm ơn quý vị khán giả một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở số tiếp theo của Sánh Vai Trầu.